tọa lạc tại địa chỉ ấp Vĩnh Quế, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh được thành lập năm 2010, tiền thân là Trường Trung học Phổ thông Thạnh An và mở phân hiệu Thạnh Quế từ năm 2004 đến năm 2009. Tháng 9 năm 2010, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh chính thức được thành lập theo quyết định số 2634 QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với tổng diện tích 34.053 m² qua 3 giai đoạn được đầu tư xây dựng. Hiện nay, trường có tổng số 59 phòng với 4 dãy phòng, trong đó có 3 dãy phòng học và 1 dãy phòng chức năng. Đã trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, mặc dù ngôi trường ở vùng nông thôn là nơi xa nhất của trung tâm thành phố, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ về mọi mặt từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, chính quyền địa phương và tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm, đoàn kết vươn lên đã từng bước chuyển mình, vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục. Hiện nay, trường có tổng số 70 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó có 4 cán bộ quản lý, 60 giáo viên và 6 nhân viên. Điểm nổi bật là đội ngũ giáo viên trẻ, năng nổ, nhiệt tình, thích nghi nhanh với yêu cầu đổi mới và tâm huyết với nghề. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn. Trong đó có 23 cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 2 giáo viên đang học cao học. Hầu hết các giáo viên đều có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng, nên hàng năm trường luôn có nhiều thầy cô đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều danh hiệu thi đua cao quý khác. Cụ thể, có 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia, 6 giáo viên giỏi cấp thành phố, 2 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố, có 2 cán bộ quản lý và giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 4 cán bộ quản lý và giáo viên được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2 cán bộ quản lý và giáo viên được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và có 1 cán bộ quản lý được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thành tích nổi bật trong năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở lớp 10, với tổng số 12 lớp và có 4 nhóm tổ hợp môn học tự chọn được xếp theo các lớp A, B, C, D. Mặc dù nhà trường còn nhiều khó khăn về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để hướng dẫn học sinh thực hiện thí nghiệm thực hành, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Song song với việc nhà trường cùng lúc phải triển khai tổ chức dạy học 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng với tinh thần quyết tâm vượt khó, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới và tâm huyết với nghề, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên và đã đạt được nhiều thành tích hơn hẳn các năm học trước. Cụ thể, tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố có 2 dự án đạt giải, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Phong trào học sinh giỏi cấp thành phố, nhà trường đã có tổng số 23 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, trong đó có 6 giải ba và 17 giải khuyến khích. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022, trường đã có 4 học sinh đạt giải khuyến khích cấp thành phố và có 1 học sinh đạt giải C cấp quốc gia. Cuộc thi An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai, trường cũng đã có 5 bài dự thi của giáo viên và 2 bài dự thi của học sinh được Sở Giáo dục chọn gửi dự thi cấp quốc gia và kết quả có 1 bài dự thi của giáo viên và 1 bài dự thi của học sinh đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Bên cạnh những hoạt động giáo dục đạo đức, nhà trường tăng cường các hoạt động trải nghiệm trong khuôn viên nhà trường và ngoài nhà trường, các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các tổ chuyên môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới. Các hoạt động trải nghiệm mới lạ, thú vị như sân khấu hóa các tác phẩm văn chương, trăng về lớp học, vườn nha đam đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao đã tạo được luồng không khí mới trong hoạt động giáo dục. Đặc biệt, học sinh được sống lại những năm tháng chiến đấu hào hùng của dân tộc từ hoạt động liên môn, lịch sử và giáo dục quốc phòng. Khoác trên mình màu xanh áo lính thể hiện niềm tự hào về con người đất nước Việt Nam. Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biên, trên khắp trời lời hoan hô dân phương Nam nhịp chân tiến ra trận tuyến. Bước xuống kem chân đi không mà đoàn người ra lòng vì nước. Đông với dao mang ngang vai những thân trai nào kém ngoài cùng. Cờ thắng tung bay ngang trời sao vàng sao xuyên.
liều cho nước, ta đem thân ta đền ơn trước, muôn thu sau đầu tiên anh hào, người dân Việt lắm chi cao, thề quyết trong muôn gian hoang, ta đem thân ta liều cho nước, ta đem thân ta đền ơn trước, xây ra san hạnh phúc muôn đời, nền độc lập khắp nước nhà. Công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 với chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường là 480 học sinh. Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2022-2023 tại các trường bất kỳ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đều có thể đăng ký tuyển sinh vào học trường trung học phổ thông Vĩnh Thạnh năm học 2023-2024 theo nguyện vọng 2A. Ngoài ra, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các trường bất kỳ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đều có thể đăng ký theo các nguyện vọng 2B, 3, 4 và 5 để tăng cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024. Đối với lớp 10, bên cạnh các môn học bắt buộc như ngữ văn, toán, tiếng Anh, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục địa phương, nhà trường đã dự kiến xây dựng 8 tổ hợp môn học và các cụm chuyên đề học tập tự chọn nhằm đáp ứng theo yêu cầu, sở thích, năng lực và nguyện vọng định hướng nghề nghiệp của học sinh và cũng đảm bảo thực hiện đúng theo mục tiêu của chương trình giáo dục trung học phổ thông, lại giúp học sinh tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người học. Học sinh có ý thức về nhân cách công dân, tự học và ý thức học tập suốt đời, có khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học, thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được sau chặng đường 10 năm, vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ chọn làm mô hình trường điển hình tiên tiến năm 2019, mô hình STEM năm 2020, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh quyết tâm phấn đấu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học góp phần triển khai thành công mục tiêu chương trình phổ thông mới năm 2018. Cụ thể là hình thành, phát triển cho học sinh các phẩm chất, yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm và các năng lực cốt lõi, tự chủ tự học, giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo. Và đội ngũ cán bộ giáo viên đã từng bước áp dụng hiệu quả các hình thức dạy học và phương tiện hiện đại để hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh thiêng liêng.